chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nam em thoát kén với động tác lạ ngay trên sân khấu Miss World Việt Nam, đến anti-fan cũng phải quay xe. Nam em trở thành nhân vật có màn trình diễn bikini lạ nhất lịch sử Miss World Việt Nam. Tối ngày 23 tháng 7, top 38 thí sinh xuất sắc nhất Miss World Việt Nam 2022 đã bước vào phần thi Người đẹp biển thuộc khuôn khổ của đêm chung kết cuộc thi. Đây được xem là một trong những phần thi phụ hấp dẫn nhất của mọi cuộc tranh tài sắc đẹp. Trong sự mong đợi của hàng nghìn khán giả, 38 mỹ nhân đã phô trọn bản lĩnh sân khấu, kỹ năng khách quốc chuyên nghiệp và thực hiện thành công các thử thách được ban tổ chức đưa ra để chinh phục danh hiệu Người đẹp biển. Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em, số báo danh 088, giật tròn spotlight với phần trình diễn áo tắm cực lạ mắt. Cô nàng quấn khăn quanh người, khi bước ra giữa sân khấu, người đẹp sinh năm 1996 bung hết tà khăn như thể chú sâu thoát kén, chuyển mình thành bướm. Có thể thấy, lần phô trọn hình thể lần này của Nam Em hoàn toàn lột xác so với đêm chung khảo. Với cơ thể săn chắc, Nam Em tự tin sải bước trên sân khấu hơn 8.000 người của Miss World Việt Nam 2022. Sau khi top 38 thí sinh trình diễn bikini, ban tổ chức sẽ chính thức công bố đề cử top 5 người đẹp biển. Ai là người sở hữu kỹ năng khắc quốc khủng và body quyến rũ nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022? Hãy theo dõi tin tức showbiz để có thể cập nhật kết quả nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.